công lao dựng nước rất là to lớn đó, thì người Việt Nam chúng ta đã suy tôn các vua Hùng là vua Tổ, là Thánh Tổ và phụng thờ rất nhiều nơi trên mọi miền đất nước Việt Nam. Hàng năm thì đến ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ Hùng Vương thì cũng là một cái sự kiện rất là đặc biệt của cả đất nước. FPT Telecom chúng ta thì cũng luôn luôn có những hoạt động uống nước nhớ nguồn, đó là một cái truyền thống của FPT. Thì năm nay nhân dịp sơ kết quý 1 ở vùng 2, chúng ta chọn địa điểm là Phú Thọ, Việt Trì. Thì ban lãnh đạo kết hợp với cả ban lãnh đạo của vùng 2, chúng ta tổ chức cái chuyến về nguồn để lên Tháp Hương Đền Hùng. Thì đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong cái chuỗi gọi là uống nước nhớ nguồn của người FPT chúng ta. Hôm nay thì được đại diện chi nhánh Phú Thọ đi cùng với đoàn các anh chị lãnh đạo của công ty mình đến thay dâng hương tại đền Hùng. Thì bản thân mình là người con của Phú Thọ thì mình cảm thấy rất là tự hào, rất là vinh dự khi mà được đón các anh chị về dâng hương cho đền Hùng.